Hoài rất vui khi được gặp lại tất cả quý vị khán giả trong chương trình Khỏe Đẹp cùng Chuyên Gia. Chương trình được thực hiện bởi Big Vision Media, phối hợp cùng truyền hình báo Tuổi Trẻ, cùng với sự đồng hành của nhãn hàng Vision, một trong những thương hiệu dành cho mẹ và bé hàng đầu Nhật Bản. Quý vị thân mến, chỉ còn vài tháng nữa thôi là chúng ta sẽ kết thúc năm 2019. Thời tiết giai đoạn cuối năm nay có nhiều thay đổi. Miền Bắc sẽ bước vào mùa đông hanh khô khi có gió rét cũng như là nhiệt độ giảm mạnh. Trong khi đó thì miền Nam sẽ trở nên ẩm ướt hơn vì có mưa rải rác cũng như là nhiệt độ sẽ có phần giảm nhẹ. Và thời tiết thay đổi là một trong những nguyên nhân sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến sức khỏe cũng như là làn da của chúng ta. Đối với người lớn chúng ta thì sẽ có rất là nhiều cách có thể chăm sóc cũng như là bảo vệ làn da của mình, như là chúng ta có thể sử dụng mỹ phẩm để dưỡng da hay là thực phẩm chức năng. Vậy còn đối với trẻ em, làn da vốn mỏng manh cũng như là nhạy cảm thì làm cách nào để có thể bảo vệ làn da cho bé đúng cách trong thời tiết chuyển mùa? Ngày hôm nay, chương trình Khỏe Đẹp cùng Chuyên Gia đến với chủ đề bảo vệ làn da cho bé trong thời tiết chuyển mùa. Chúng ta sẽ cùng gặp gỡ bác sĩ Lê Vi Anh, là chuyên khoa da liễu, thẩm mỹ da đến từ Bệnh viện Đại học Y Dược Thành phố Hồ Chí Minh. Chào bác sĩ, ngày hôm nay rất là vui khi mà bác sĩ đã dành thời gian tham gia cùng chương trình ạ. Chào Thu Hà và xin chào tất cả quý vị khán giả đang theo dõi chương trình Khỏe Đẹp cùng Chuyên Gia. Với chủ đề là bảo vệ làn da cho bé trong thời tiết chuyển mùa thì câu hỏi đầu tiên mà Thu Hà mong muốn bác sĩ có thể giải đáp đó chính là tại sao da của bé lại dễ nhạy cảm vào cái thời tiết chuyển mùa, đặc biệt là vào cái giai đoạn cuối năm nay ạ? Đầu tiên thì chúng ta nên hiểu rằng cái cơ thể của trẻ con thì nó sẽ không giống với lại người trưởng thành. Nó không phải là một cái phiên bản mà người lớn thu nhỏ, mà sẽ có những cái đặc điểm về giải phẫu, về sinh lý hoàn toàn khác nhau. Thứ nhất là da của trẻ con sẽ mỏng hơn so với da của người lớn. Cũng các cái số lớp thì cũng như nhau thôi. Nhưng mà mỗi cái lớp sẽ mỏng hơn rất là nhiều. Chính vì vậy mà cái da của trẻ con nó khá là mỏng manh, và khi mà có những cái yếu tố như là vật lý hóa học hay là vi khuẩn mà tác động trên da của bé thì nó sẽ dễ xâm nhập, và da của trẻ em nó sẽ phản ứng lại với một cái cách mà nhạy cảm hơn rất là nhiều so với da người lớn. Còn một cái điều thứ hai nữa là cái tuyến mồ hôi và cái tuyến bã nhờn của trẻ em thì nó cũng không có được hoàn chỉnh như là da của người lớn. Chính vì vậy mà da của trẻ em rất là khó điều tiết khi mà thay đổi cái nhiệt độ đột ngột, cũng như là rất là dễ bị mất nước, không có giữ được cái độ ẩm ở trong da. Và một cái vấn đề cũng quan trọng cuối cùng nữa là da của bé, cái lượng mà sắc tố ở trong da của bé nó thấp hơn so với người lớn. Chính vì thế mà khi mà ra với cái tia UV hay là cái tia nắng ở ngoài thì da của bé cũng rất là dễ bị kích ứng hơn so với người lớn. Vậy thì khi mà thời tiết cũng như là khí hậu thay đổi á, thì thường bé sẽ gặp những cái vấn đề nào ở da? Mình sẽ chia ra làm hai miền ha. Với cái khí hậu của miền Nam á, là cái khí hậu đang chuyển qua cái mùa mưa và nó khá là ẩm ướt, thì bé sẽ rất là dễ gặp những cái vấn đề về nhiễm trùng da. Và cái chế độ chăm sóc của mẹ so với da của bé cũng không có đủ tốt thì rất là dễ bị nhiễm trùng. Nó sẽ nổi những cái mụn mủ nè, những cái mụn nước, và sau khi những cái mụn mủ mụn nước đó nó có thể vỡ ra và nó để lại cái vết trợt loét hoặc là những cái sẩn đỏ xung quanh. Còn với những cái thời tiết như là ở ngoài miền Bắc á, thì thời tiết nó khá là lạnh và khô, chính vì vậy mà da của bé sẽ rất là dễ gặp những cái vấn đề như là mày đay, những cái sẩn phù, những cái mảng phù và rất là ngứa ở trên da bé, cũng như là tình trạng viêm da cơ địa mà chúng ta cũng hay nghe là chàm. Thì da của bé sẽ rất là dễ bị những cái mảng đỏ và bong tróc và ngứa ngáy, khiến cho bé rất là khó chịu. Vậy thì có nghĩa là thông qua những cái điều mà bác sĩ vừa chia sẻ là chúng ta không có nên chủ quan với cái việc là những cái bệnh lý về da của bé, đúng không ạ? Đúng rồi, nhất là trong cái thời điểm mà chuyển giao mùa như thế này, thời tiết thay đổi rất là nhanh trong ngày. Vậy thì theo thông tin thời tiết gần đây chúng ta được biết á, là thành phố Hà Nội và cả thành phố Hồ Chí Minh là đang bị tình trạng là ô nhiễm không khí ở mức độ cảnh báo. Với cái sự thay đổi về thời tiết nè, khí hậu cũng như là môi trường như vậy á, thì bác sĩ có thể giúp các mẹ chia sẻ những cái phương pháp bảo vệ cho làn da của bé ạ? Với cái tình trạng mà thời tiết như hiện tại ở ngoài Hà Nội cũng như là ở thành phố Hồ Chí Minh thì các mẹ có thể ứng dụng những cái tip
những cái mẹo để mà làm bảo vệ cho da bé tránh những cái vấn đề về bệnh lý về da. Thứ nhất là về việc tắm rửa. Khi mà tắm rửa cho bé thì chúng ta nên chọn cái loại sữa tắm có pH trung tính. Tại vì những cái loại mà sữa tắm có pH kiềm thì sẽ làm mất đi cái độ ẩm tự nhiên trên da bé và làm cho da bé rất là dễ bị cái vấn đề kích ứng. Thứ hai là hạn chế cái thời gian tắm lâu cũng như là tắm nước quá nóng, tại vì như vậy thì cũng sẽ làm cho da trở nên rất là khô. Và thứ ba là mỗi khi mà sau khi chúng ta tắm xong cho bé thì nên dưỡng ẩm bằng cái loại sản phẩm phù hợp với da của bé, cũng như là phải bảo vệ da của bé rất là nghiêm túc khi mà đi ra ngoài cái ánh nắng mặt trời. Dạ, cảm ơn bác sĩ ạ. Có một cái trường hợp mà Thu Hà hay thấy xuất hiện ở trẻ em á, đó chính là cái tình trạng mà hâm mẩn đỏ khi mà bé dùng tã lót, cũng như là sẽ gây khô rát ở cái vùng da quanh mông của bé á. Vậy thì bác sĩ có thể chia sẻ là chúng ta nên làm cách nào để tránh cái tình trạng bị hâm khi mà bé dùng tã ạ? Thực ra cái tình trạng mà hâm đỏ ở tã khi mà dùng tã ở bé thì tình trạng đó rất là thường gặp. Và với cái kinh nghiệm là một bác sĩ da liễu thì mình cũng đã điều trị khá là nhiều những cái trường hợp bé bị như thế. Thì có những cái mẹo mà các mẹ nên tuân theo để hạn chế cái tình trạng này. Thứ nhất là sau khi mà bé tắm xong á, thì mình nên thấm khô người bé bằng những cái khăn cô tông. Thấm khô và sau đó thì thoa một ít dưỡng ẩm, sau đó mới bận những cái loại quần áo thoáng mát phù hợp cho trẻ. Và chúng ta lưu ý rằng là phải luôn luôn kiểm tra cái tã của bé, nên thay tã thường xuyên, không để quá lâu, tại vì những cái chất bẩn thì sẽ có thể thấm vào da của bé và gây kích ứng ở cái vùng sinh dục của bé. Và phải chú ý là khi mà rửa ở những cái vùng bẹn và vùng sinh dục đó, khi mà sau vệ sinh thì phải rửa thật là nhẹ nhàng thôi, không có nên là quá mạnh hay là chà sát làm dễ tổn thương với da trẻ. Và nếu như mà có thể thì các mẹ nên để cho da của bé có thể tự khô, và sau đó thì mới bận tã thì bé sẽ dễ chịu hơn rất là nhiều. Và trong trường hợp mà da của bé đang hơi mẩn đỏ nhẹ thôi thì các mẹ nên thoa một cái loại dưỡng có chứa kẽm, sau đó mới bận tã thì nó sẽ làm tránh cái tình trạng tiếp xúc chất bẩn lên trên da của bé. Và cuối cùng là nếu như mà cái tình trạng hâm đỏ đó của bé không có cải thiện sau vài ngày, hoặc có thể là nó lan rộng ra, nó lan rộng lên ở vùng bụng, hoặc là có thể chảy nước hoặc là chỉ dịch, thì các mẹ nên đưa đến bác sĩ để khám và điều trị cho nó đúng cách. Không, tuyệt đối là không nên thoa những cái loại sản phẩm mà không có rõ nguồn gốc. Có một câu hỏi đến từ một vị khán giả và rất là mong bác sĩ có thể giải đáp thắc mắc của chị ấy ạ. Câu hỏi có nội dung như sau. Bé nhà mình năm nay được 1 tuổi, khi trời thay đổi nóng lạnh thất thường thì da bé hay bong tróc và hay nổi những cái mẩn đỏ. Cái tình trạng trên có nguy hiểm hay không ạ? Và mình cần phải làm gì để bảo vệ cho da bé cũng như là điều trị cái vấn đề trên? Rất là mong bác sĩ có thể giải đáp thắc mắc giúp mẹ. Nghe qua về cái tình trạng của bé mà Thu Hà vừa chia sẻ đó, thì bác sĩ có thể đưa ra một cái chẩn đoán là bé bị viêm da dị ứng khi mà thời tiết thay đổi. Thì với cái tình trạng này mẹ có thể áp dụng những cái biện pháp sau đây. Thứ nhất là chúng ta thấy cái thời tiết mà giao mùa thì nó thay đổi trong ngày rất là nhiều, nó rất đột ngột. Sáng có thể rất là nóng, nhưng mà về chiều tối có thể là mưa, có thể là hơi lạnh. Thì mẹ nên chọn những cái loại quần áo nó phù hợp trong ngày cho bé, và luôn luôn giữ cái nhiệt độ xung quanh bé nó ổn định để nó không bị ảnh hưởng nhiều bởi cái thời tiết. Như chúng ta lúc nãy có chia sẻ là da của bé nó không có thay đổi theo thời tiết được như mình, đúng không? Và thứ hai là phải luôn luôn giữ cho da bé sạch, sạch sẽ, và sử dụng những cái loại sữa tắm như lúc nãy mình cũng chia sẻ là pH nó phải trung hòa, không nên có tính quá kiềm. Ngoài ra nữa là mẹ luôn luôn phải giữ ẩm cái da cho bé và tránh những tiếp xúc với ánh nắng trực tiếp, cũng như là tránh những cái tia UV trực tiếp, thì sẽ giúp cho da của bé khỏe mạnh hơn và giảm được cái tình trạng đó cũng khá là nhiều. Dạ, rất là cảm ơn bác sĩ ạ. Vừa rồi thì bác sĩ cũng đã chia sẻ những cái phương pháp bảo vệ làn da cho bé như là nước giặt quần áo này, hay là sữa tắm, cũng như là tã lót. Vậy thì cái tiêu chí nào để chúng ta có thể lựa chọn nước giặt quần áo, tã lót hay là sữa tắm phù hợp cũng như là an toàn cho da của bé ạ? Đối với cái nước giặt quần áo đó thì sẽ có những cái tiêu chí mà chọn để cho an toàn cho bé, tại vì da của bé
nó rất là nhạy cảm, nên chúng ta không thể sử dụng cái dạng nước giặt quần áo mà dành cho người lớn để mà áp dụng qua để giặt đồ cho bé được. Có những cái tiêu chí thứ nhất là cái sản phẩm đó phải được kiểm nghiệm bởi những cái chuyên gia da liễu để chúng ta biết được rằng cái sản phẩm đó an toàn. Thứ hai là cái mùi hương. Cái nước giặt quần áo cho bé thì không nên có cái mùi hương quá nồng, quá là nhạy. Nó nên là những cái mùi hương nhẹ nhàng, trung tính thôi. Và cái tiêu chí cuối cùng là nước giặt quần áo phải tạo ra được cái sự mềm mại khi mà giặt đồ cho bé. Và khi mềm mại như vậy thì khi mà tiếp xúc trên da của bé nó mới nhẹ nhàng và bé sẽ dễ chịu. Còn với cái tã lót thì chúng ta nên chọn cái loại tã lót cho bé phải phù hợp với độ tuổi và cái giới tính của bé. Tại vì cái độ tuổi là cái size là một phần rồi. Nhưng mà còn với cái giới tính thì với cái bé gái đó thì cái phần thấm hút nên cần là ở phía sau. Còn cái với bé trai thì cái phần thấm hút nên cần nhiều ở phía trước. Chứ vậy mà chúng ta phải chọn nó phù hợp để mà tránh bị tràn sang hai bên. Ngoài ra thì ở cái lứa tuổi nhỏ thì bé nên xài những cái loại tã dán để mà vừa khít với cái vùng mông của bé. Nhưng mà khi lớn lên, khi mà bé đã biết bò thì chúng ta có thể nới ra được cái phần tã dán đó. Nhưng mà với cái lứa tuổi mà đã biết đi, đã biết vận động thì chúng ta nên chọn cái dạng tã quần thì nó sẽ tránh bị xê dịch và làm cho bé dễ chịu hơn. Còn với cái cách chọn sữa tắm mà tốt nhất thì chúng ta nên hiểu rằng da của bé cần được làm sạch nhưng mà vẫn phải giữ được cái độ ẩm tự nhiên của da. Chính vì vậy mà sẽ có những cái tiêu chí khi mà lựa chọn sữa tắm. Thứ nhất là pH trong cái sữa tắm phải là pH trung tính. Thứ hai là sẽ không có paraben. Và thứ ba là có những cái mùi hương thật là dịu nhẹ thôi. Thì những cái loại sữa tắm đó mới phù hợp cho tình trạng da của bé. Rất là cảm ơn những chia sẻ đến từ bác sĩ ạ. Vậy thì để tổng kết cho cái chủ đề là bảo vệ làn da cho bé trong thời tiết chuyển mùa thì bác sĩ sẽ có những cái lời khuyên nào cho các mẹ bỉm sữa ạ? Thời tiết giao mùa thì thường sẽ diễn biến rất là thất thường trong ngày, lúc thì nóng, lúc thì lạnh. Cho nên thứ nhất là các mẹ phải chuẩn bị cho quần áo cho bé phải thật là phù hợp trong cả ngày nè. Thứ hai là lựa chọn cho bé những cái loại sữa tắm pH trung tính và dịu nhẹ với cái làn da của bé. Và cuối cùng là sẽ có cái chế độ ăn uống cho bé đầy đủ dưỡng chất để tăng sức đề kháng. Dưỡng ẩm da cho bé thường xuyên và tuyệt đối tránh tia UV tác động lên làn da của bé. Rất là cảm ơn những chia sẻ vừa rồi đến từ bác sĩ ạ. Quý vị thân mến, với những chia sẻ rất là hữu ích đến từ bác sĩ Lê Vi Anh thì Thu Hà cũng hy vọng rằng tất cả quý vị khán giả, đặc biệt là những mẹ bỉm sữa sẽ có thêm những kiến thức để có thể bảo vệ làn da cho bé thật đúng cách trong thời tiết chuyển mùa quý vị nha. Một lần nữa rất là cảm ơn bác sĩ đã dành thời gian tham gia chương trình. Và đến đây thì thời lượng chương trình cũng đã hết. Rất là chân thành cảm ơn tất cả quý vị khán giả đã dành thời gian quan tâm theo dõi. Chương trình Khỏe Đẹp Cùng Chuyên Gia được thực hiện bởi Decision Media, phối hợp cùng truyền hình báo Tuổi Trẻ, cùng với sự đồng hành của nhãn hàng Vision, một trong những thương hiệu dành cho mẹ và bé hàng đầu Nhật Bản. Mọi thư từ đóng góp ý kiến cho chương trình, quý vị có thể gửi thư về địa chỉ email khỏe đẹp cùng chuyên gia@gmail.com. Còn bây giờ thì Thu Hà xin chào và hẹn gặp lại.